làm YouTube và cũng gặp phải vấn đề về âm thanh, bản quyền. Mình chia sẻ một vài kinh nghiệm về cách sử dụng âm thanh và cách gỡ kháng nghị để vấn đề âm thanh, bản quyền trên YouTube. Mình thì sử dụng nhạc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ví dụ như mình có mua bản quyền nhạc của Epic Sound này, hay là dùng trang của audio.com, hay là mình sử dụng trang nhạc của trang Chozik. Đó là một trang chia sẻ nhạc miễn phí, chỉ cần bạn ghi nguồn rõ ràng. Đấy. Thực thật là mình cũng đã gặp một vài video sử dụng nhạc của Chozik hay Epic Sound cũng đã dính bị report, và họ xác nhận cái sở hữu bản quyền. Tất nhiên là mình phải tiến hành việc kháng nghị, và rất nhiều lần mình đã thành công. Nhưng đây là một trong video ngắn mình chia sẻ nhắn cái cách để kháng nghị cho các bạn mới nhé. Ví dụ đây là một video của mình đã sử dụng. Mình đã kháng nghị. Đây là cái email sau khi mình đã kháng nghị, và nó đã trả kết quả. Và ngay lập tức, chỉ có một hôm sau, thực ra nửa ngày, thì là đã nhận được email chúc mừng bạn đã kháng nghị thành công. Và cái bên lúc trước đã nhận xác nhận bản quyền ấy, đã phải gỡ bỏ. Thực ra thì mình cũng biết, tức là cả hệ thống của họ, họ dùng cái tool quét ấy mà. Dùng tool quét thôi chứ không phải là người dùng người. Thế nên là khi mà họ thấy tool nó quét hệ thống 10-15 giây cái nhạc mà nó có giai điệu, âm thanh mà nó gần giống của họ, thì họ thế là sẽ là họ sẽ report bằng máy thôi, bằng tool mà, công cụ. Thế nên là nó có một cái hành vi là trên mạng, là bây giờ là trên các cái channel lớn, các hệ thống lớn bây giờ là họ hay nhận vơ lắm. Và đương nhiên là nó sẽ không phải để mục đích nó sẽ đánh gậy bản quyền mình đâu, mà là nó sẽ ăn tiền quảng cáo của mình vậy thôi mà. Các cái quảng cáo của mình sẽ trả tiền về cho nó. Đây, ví dụ là cái video này của mình sử dụng nhạc của Chozik và có ghi nguồn rõ ràng. Đấy. Bên Chozik này là bên cung cấp nhạc rất uy tín, nhạc miễn phí, bạn có thể donate cho họ hoặc là không. Đấy. Chỉ cần khi bạn dùng nhạc của họ, bạn ghi nguồn rõ ràng, copy ghi nguồn vào trong mô tả description của video là ok. Đấy. Đây mình có sử dụng, đây là sơ qua về cách mình report nhé. Đây là ví dụ thôi. Cái video kia mình đã kháng nghị thành công rồi. Đây là mình lấy một video khác. Một video này là mình không kháng nghị. Video này mình chỉ mô tả thôi. Đây, nó đưa ra 3 lý do này. Thì cả 3 cái lý do này là nó để thử giả định cho mình thôi. Mình không chọn cái đấy. Đấy, mình không nằm trong 3 lý do đấy. Vì họ đưa ra lý do là mình mua CD không có quyền. Mình không có quyền. Đấy. Nếu giả sử trong trường hợp này bạn có nội dung gốc, tức là bạn là người sáng tác về nhạc, về lời, thì bạn được tích vào đây. Hai là giấy phép, trong trường hợp này của mình là giấy phép này. Chozik họ cho phép mình sử dụng thì mình được tích vào cái giấy phép. Hai, cái thứ ba đấy là ngoại lệ về bản quyền. Cái trường hợp này cũng khá là phức tạp. Cái thứ ba là phạm vi công cộng. Đó là những bài hát mà không, nó đã được re-re, tức là được tháo bỏ bản quyền cho mọi người sử dụng miễn phí hoàn toàn. Âm nhạc miễn phí hoàn toàn, phạm vi công cộng, được public. Ví dụ như chẳng hạn như quốc ca, hay là đơn giản rất nhiều bài nhạc đã được public công cộng, thì mình có được quyền. Cái phạm vi công cộng này mình đã từng kháng cáo một lần đối với bài hát Như có Bác Hồ trong Ngày Vui Đại Thắng, trong cái video mà mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Mình đã sử dụng cái tích vào đây, phạm vi công cộng và đã thành công. Trong trường hợp này thì với cái video mình ví dụ thì là mình đã sử dụng đây là cái giấy phép, tích vào cái giấy phép. Bởi vì trong trường hợp này là mình đã có giấy phép được sử dụng của bên Chozik, đã có ghi nguồn dữ liệu đầy đủ. Khi mà khẳng định điều đó thì ta sẽ bấm và tích vào cái ô. Đấy. Tiếp đến là mình sẽ ghi thông tin vào đây, giải thích cái vấn đề đấy. Mình có thể viết tiếng Việt được mà.
tôi sử dụng mình ghi thông tin là tôi đã chạm giữa tôi sử dụng nguồn nhạc của Chozik đã được phép, đã được cấp phép đấy. Và copy cái đoạn thông tin, copy cái toàn bộ cái thông tin lại đấy. Sau đó tập paste vào đây, đây là nguyên văn cách mà mình đã report thành công, tích vào đây và ký tên của bạn và gửi. Đấy, và kết quả là đây, đây là kết quả cuối cùng là mình đã thành công trong việc report. Mình đã gửi báo cáo thành công và đã kháng nghị thành công, chính xác là kháng nghị thành công. Mình đã gặp phải trường hợp video của Chozik này khoảng vài lần rồi. Cũng một video cũng bị dính vài lần, rất là vớ vẩn. Thực ra thì câu chuyện tao cũng hiểu được là thực ra kể cả nhà có nhiều người cũng kêu là sử dụng nhà có Epic Sound mua bản quyền phải có tay này, phải có tài khoản, cũng dính, mình cũng dính. Nhưng mà thực ra thì cái này thì nhiều bên bây giờ họ sử dụng hệ thống tool, họ quét nhận vơ mà, nên là chúng ta phải chấp nhận về kháng nghị thôi, chứ không có cách làm gì tránh được hết cả. Kinh nghiệm sử dụng đấy là nhạc, nếu bạn đầu tư lâu dài thì nên mua những tài khoản nhạc có thể có nhiều sự lựa chọn, ví dụ như trang trang Epic Sound này đấy, hay là trang audio.com. Mình sử dụng những trang như vậy. Hay là trang Chozik, trang Chozik như là nhạc miễn phí, mình cũng đang sử dụng rất là nhiều, rất là ok, uy tín. Hoặc là bạn có thể sử dụng một số trang, ví dụ như là trang hoặc là sử dụng thư viện âm thanh trong YouTube. Đây, trong thư viện âm thanh này thì là âm thanh miễn phí hoàn toàn, được cấp phép cho mình sử dụng để kể cả những video kiếm tiền. Nói chung thì là đảm bảo an toàn. Cái này là được nhạc trong thư viện âm thanh của YouTube thì là được YouTube bảo kê rồi, nên là rất là ok. Kênh này họ sẽ mix chơi nhạc rất là hay, nhạc phối nhạc và nhạc của họ cũng rất nhiều người dùng, free, được sử dụng và chuẩn chỉ. Thế nhá, ok, mình chia sẻ ngắn về cách kháng nghị video dính xác nhận bản quyền âm nhạc. Đấy, thế nên là mình hãy tự tin vào cái nguồn gốc nhạc của mình sử dụng thì và kháng nghị thôi.